Dòng báo Lạc Hồng xin được chào các bạn. Hồi tháng 10 năm 2022 trước đây, cả quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank đều đưa ra đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ dẫn đầu khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Họ còn dự báo về mức tăng trưởng sẽ rơi vào khoảng 7,2% cho năm 2022. Mặc dù khi ấy, nhiều bên liên quan đã không tin. Họ còn nhận định rằng mức này quá lạc quan so với tình hình chung của thế giới. Nhưng thực tế vừa qua cho thấy mức 7% đã thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 8%. Như chúng ta đã biết, tăng trưởng GDP của cả nước trong năm 2022 đạt trên 8%, tăng cao so với kế hoạch đề ra từ 6 đến 6,5% và cũng là mức tăng cao nhất trong 12 năm trở lại đây. Vậy câu hỏi lúc này là do đâu mà kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng mạnh đến như vậy, bất chấp những năm gần đây, dịch bệnh và biến động toàn cầu liên tục ập tới? Hãy cùng Dòng báo Lạc Hồng lắng nghe những nhận định của một chuyên gia người Ấn Độ về thành quả đặc biệt vừa qua của Việt Nam chúng ta nhé. Được biết, vị chuyên gia này là cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, S.D. Prasad. Trước tiên, ông có lời khen rằng mức tăng trưởng kinh tế 8,02% năm 2022 của Việt Nam là một thành quả đặc biệt vì nó không những cao hơn hầu hết các quốc gia châu Á khác mà còn là mức tăng trưởng nhanh nhất của Việt Nam ghi nhận từ năm 1997, cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng trên con đường phát triển kinh tế. Viết trên tờ Time of India, thời báo Ấn Độ, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Prasad lý giải về mức tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam rằng thực tế từ năm 2019, năm trước khi dịch bệnh bùng phát, kinh tế Việt Nam đã được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh do các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia và khu vực đã đến cuối giai đoạn đàm phán. Sau ký kết và đưa vào thực thi, dự kiến xuất khẩu sẽ tăng mạnh, qua đó đóng góp lớn vào GDP quốc gia. Thế nên, việc GDP tăng cao 8% sau năm 2019 đã được dự báo trước. Song chính sự kiện thiên nga đen là Covid-19 đã khiến cho mức tăng này trở nên đặc biệt. Dịch bệnh đã làm cho nguy cơ xuất khẩu của Việt Nam giảm tốc thấy rõ từ giữa năm 2021 trở đi. Trong đó, các chính sách hạn chế đi lại, đóng cửa để dập dịch là căn nguyên lớn nhất vì nó khiến cho dòng vốn đầu tư mới bị chặn đứng, sản xuất hàng hóa bị đình trệ. Tuy nhiên, cũng trong giữa tâm dịch năm 2021 đó, chính phủ Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh chiến dịch ngoại giao vaccine. Nỗ lực đó đã giúp cho cánh cửa kinh tế Việt Nam rộng mở trở lại vào năm 2022. Việc nền kinh tế mở cửa sớm đã giúp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài giải ngân được dòng vốn đầu tư và đưa hoạt động sản xuất trở lại. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế được phục hồi, có bước phát triển mạnh. Theo thống kê, năm 2022, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,5% so với năm 2021. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân đạt 22 tỷ đô la, tăng 16%. Chính sự đầu tư trở lại kịp thời mà theo đó đã tạo ra hệ quả là kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng đạt mức kỷ lục 740 tỷ đô la, tăng 10% so với năm 2021, đưa Việt Nam trở thành nước trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại. Ông Bradham nhận định, đối với nhiều người, họ có thể ngạc nhiên với mức tăng trưởng cao vừa qua của Việt Nam. Nhưng với những ai theo dõi quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam kể từ năm 1996 thì đều có thể đoán trước được vấn đề. Quay trở về những năm 1986, khi đó đất nước này chỉ vừa mới kết thúc cuộc chiến tranh và lãnh đạo Việt Nam nhận thấy việc phát triển kinh tế nên được quan tâm đặc biệt hơn vì tốc độ tăng trưởng kinh tế lúc đó chỉ ở mức 2,8%, thuộc hàng thấp nhất ở châu Á với tỷ lệ lạm phát cao. Chính vì vậy, Việt Nam đã áp dụng các cuộc cải cách đổi mới. Mục đích là chuyển đổi nền kinh tế từ mô hình kế hoạch hóa tập trung sang mô hình sử dụng các lực lượng thị trường để phân bổ nguồn lực. Trong lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích và trong nông nghiệp, canh tác tập thể bị bãi bỏ và quyền sở hữu đất đai tư nhân được công nhận. Những cải cách này đã mang lại nhiều lợi ích. Năm 1986, tỷ lệ hộ nghèo trên 70%. Năm 2020, chỉ còn 5%. GDP bình quân đầu người của Việt Nam cũng tăng gần 10 lần. Từ dưới 300 đô la Mỹ năm 1986 lên 2.800 đô la Mỹ vào năm 2020. Con số đã nói lên toàn bộ vấn đề. Nó cho thấy thành tựu của Việt Nam chính là thành công trong việc hoạch định chính sách, kiên trì với tầm nhìn. Hay nói cách khác, trí tuệ làm ăn của người Việt không hề thua kém bất kỳ dân tộc nào trên thế giới. Thậm chí còn có phần hơn vì Việt Nam từ một nước phụ thuộc lớn vào Liên Xô thì giờ đây đã trở thành một kỳ tích của châu Á. Theo một báo cáo của ngân hàng Standard Chartered dự báo,
nếu GDP của Việt Nam tăng trưởng 7% hàng năm như trong suốt những năm 2020, thì GDP bình quân đầu người sẽ vượt mốc 10.000 đô la vào năm 2023. Tức trung bình, một người Việt Nam sẽ có thu nhập là hơn 200 triệu mỗi năm, tương đương 16 triệu mỗi tháng. Theo ông Brethan, mức thu nhập này là khả thi vì trong năm 2020, trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hoành hành thế giới, khi tất cả các quốc gia đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất thấp, thậm chí có một số quốc gia tăng trưởng âm, thì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam vẫn rất ấn tượng ở mức 3%. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát chỉ ở mức khoảng 4%, phản ánh khả năng của Việt Nam trong việc giữ tỷ lệ lạm phát ở mức thấp khi các quốc gia khác đang phải đối mặt với lạm phát gia tăng và giá cả tăng theo cấp số nhân. Chẳng hạn như ở Mỹ, nếu nhìn vào Mỹ, nền kinh tế Mỹ được cho là giàu có, song không thể được coi là ổn định vào thời điểm này. Nguyên nhân là do sai lầm của nhà điều hành tiền tệ. Hậu đại dịch, Mỹ đã bơm một lượng tiền khổng lồ ra thị trường. Chính những gói kích thích tài chính khổng lồ này đã âm thầm bơm phồng quả bóng lạm phát. Để giờ đây, lạm phát tại Mỹ đã leo lên mức cao nhất trong hơn 40 năm, ở mức 7-8% và bén rễ dai dẳng vào nền kinh tế Mỹ. Theo ông Braham, thành quả kiềm chế lạm phát của Việt Nam có được là do chính phủ đã điều hành chính sách tiền tệ cực kỳ thành công. Trong bối cảnh hiện nay, hiếm có quốc gia nào có lạm phát quanh mức 4%. Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc là những nền kinh tế hiếm hoi giữ được lạm phát quanh 4% này. Cũng theo ông Brathan, các số liệu do Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố vừa qua cũng cho thấy, nền kinh tế Việt Nam bằng một cách nào đó vẫn đạt được hiệu quả tuyệt vời về tăng trưởng, bất chấp bối cảnh bất ổn và thách thức về kinh tế và chính trị toàn cầu hiện nay. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7,78% trong năm 2022, trong khi lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng 9,99% và lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng 3,36%. Xuất khẩu của Việt Nam năm 2022 tăng 10,6% lên 371,85 tỷ đô la, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,8%. Dựa trên số liệu này, ông có niềm tin lạc quan về năm 2023 đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh trên, ông Brathan cho rằng Ấn Độ và Việt Nam có thể hợp tác. Giữa hai nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và có mối quan hệ rất chặt chẽ về kinh tế, quốc phòng, nên do đó cần thúc đẩy mối quan hệ hơn nữa về kinh tế. Trong bối cảnh, Ấn Độ và Việt Nam đều đang là điểm sáng ở châu Á và cũng là hai quốc gia có khả năng thay thế Trung Quốc để trở thành trung tâm sản xuất cho toàn cầu nhất. Theo một chuyên gia khác, cho rằng trong tình hình địa chính trị hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài có thể sẽ tiếp tục tạm dừng đầu tư mới vào Trung Quốc, thay vào đó là chuyển chuỗi sản xuất sang các nước khác, đặc biệt là hai nước Ấn Độ và Việt Nam. Theo vị chuyên gia, việc chấm dứt chính sách Zero Covid ở Trung Quốc không làm thay đổi xu hướng này trong phần lớn thời gian tới. Khi các nước gồm Mỹ và các đối tác cùng chí hướng hạn chế đầu tư vào Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục có cơ hội là điểm đến thân thiện cho các công ty Mỹ, Nhật Bản và châu Âu rời khỏi Trung Quốc. Theo ông Brathan, ông cho rằng các nhà kinh doanh và kinh tế của cả hai nước nên sớm chuẩn bị một kế hoạch định hướng hành động có thời hạn để thúc đẩy năng lực sản xuất, giao dịch và thương mại của cả hai nước, đồng thời thiết lập chuỗi cung ứng đáng tin cậy với các thị trường đã được xác định. Nhằm qua đó, thiết lập một vị thế là công xưởng toàn cầu, mà ở đó cả hai nước Việt Ấn đều có chỗ đứng. Theo cựu cố vấn an ninh quốc gia Brathan, Việt Nam chiếm vị trí trung tâm trong chính sách hành động phía đông của Ấn Độ cũng như trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ấn Độ đã có những đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ấn Độ cũng đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN, do đó có rất nhiều những triển vọng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước. Việt Ấn hợp tác sẽ làm cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên tự do và rộng mở. Điều này sẽ thúc đẩy an ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực.